nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã kết thúc vào ngày hôm nay tại Long An với kết quả hết sức bất ngờ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra nhượng bộ khi giảm án cho Phương Uyên chỉ còn 3 năm tù treo, tức là em được trả tự do ngay lập tức và Đinh Nguyên Kha còn 4 năm tù. Chị Nguyễn Thị Nhung là mẹ của Uyên cũng đã ngất xỉu ngay tại sân tòa khi nghe con mình được tự do. Theo tin từ địa phương cho biết, chỉ có luật sư Hà Duy Sơn và Nguyễn Thanh Lương được tham dự phiên tòa, riêng thân nhân hai gia đình không được vào tham dự. Từ sáng sớm tại khu vực tòa án Long An, đông nghẹt an ninh sắc phục và thường phục được bố trí dày đặc với rất nhiều máy quay phim và chụp hình được bố trí sẵn. Bên cạnh thân nhân gia đình, trong số những người đến Long An để hỗ trợ cho hai bạn sinh viên yêu nước, thì còn có Linh Mục Đinh Hữu Thoại là trưởng văn phòng Công lý và Hòa bình, Linh Mục Nguyễn Văn Phương, chị Trần Thị Nga từ Hà Nam, chị Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng, vợ và con trai của anh Điếu Cày. Phóng viên Huyền Trang của truyền thông Chú Quốc Thế, anh Lê Quốc Quyết, Công Khanh, những dân oan vườn rau luộc học Lộc Hưng. Anh Hoàng Văn Dũng, chị Bùi Minh Hằng, blogger Huỳnh Công Thuận, blogger Nguyễn Hoàng Vi, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Huỳnh Ngọc Trên. Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, tin ghi nhận trước cổng tòa án đã có hai người đàn ông đến tham dự phiên tòa thì bị lực lượng công an bắt giữ khi họ định chụp hình quang cảnh ở bên ngoài tòa. Chị Trần Thị Nga và anh Trương Văn Dũng bị công an trấn áp. Anh Dũng thì bị công an bắt đưa lên xe và riêng chị Nga thì đã thoát được. Thưa quý vị, những người có mặt đã nằm lăn ra đường để cản xe công an bắt người khiến cho công an hết sức bối rối. Tuy nhiên thì công an cũng bắt đi 4 người là anh Dũng, anh Nguyễn Viễn là một người công giáo từ Hà Nội vào, ông Kha Lương Ngãi, nguyên là phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng và một người nữa chưa rõ tên. Công an phong tỏa mọi lối vào tòa án, mặc dù như đã thông báo đây là một phiên tòa công khai, nhưng vẫn như thường lệ tất cả những người đến tham dự phiên tòa công khai này đều không được phép vào bên trong tòa án. Mọi người đứng trước cổng tòa án và hô to, Phương Uyên và Nguyên Kha vô tội. 8:40 sáng, mẹ con chị Trần Thị Nga đã bị công an bắt. Chị Nga là người luôn luôn có mặt trong mọi cuộc biểu tình chống tàu cộng xâm lược, đã từ Hà Nam vào Long An để ủng hộ cho Phương Uyên và Nguyên Kha. Vì tình hình công an ngăn chặn nghiêm ngặt vào trong phiên tòa công khai, tất cả những người đến tham dự phiên tòa đã quyết định đi bộ vòng quanh thành phố để biểu tình. Mục đích cũng để cho người dân biết thêm về tình trạng nhà cầm quyền bán nước xử người yêu nước. Tất cả những người tham gia cuộc biểu tình phản đối việc ngăn cấm công dân tham dự phiên tòa công khai đang trên đường quay lại tòa án sau khi được nửa đường Trương Định và bị lực lượng công an giật mất biểu ngữ. Công an cũng đưa một xe 50 chỗ ngồi được điều đến đậu trước khu vực tòa án. Một điểm đáng lưu ý là chúng bắt những nhà gần tòa án phải treo cờ trong khi ở thời điểm này không có lễ gì. Thưa quý vị, luật sư Hà Huy Sơn đã rời khỏi tòa án sau khi tham dự phiên tòa được chừng 10 phút. Theo tin nhận được thì Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã biết trước phiên tòa hôm nay đã được sắp xếp trước cho nên đã từ chối luật sư bào chữa cho mình. Vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, phiên tòa tạm nghỉ. Tin từ bên trong tòa cho biết, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tù đối với Nguyên Kha là 5 cho tới 6 năm, tức là giảm so với mức án là từ 5-8 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm. Còn riêng đối với Nguyễn Phương Uyên thì Viện Kiểm sát đã đề nghị y án 6 năm tù giam. Mọi người ở ngoài tòa án hô to khẩu hiệu đã đảo Trung Quốc xâm lược, đã đảo Tây Sai bán nước. Mọi người vừa đi vừa biểu tình trên đường Trương Định về phía siêu thị Cook Mart. Cho đến 11 giờ trưa thì có tin mẹ con chị Trần Thị Nga được thả ra. Chị tố cáo công an là đã đưa chị về đồn tại thành phố Tân An. Chúng dùng còng số 8 đập vào đầu, lấy chân đạp vào ngực, bụng, chân và túm tóc, tát vào mặt chị. Sau đó thì chị bị công an khám xét cả người và cướp đi một điện thoại di động. Chị và con cũng đã bị câu lưu tại đồn công an đến khoảng 11 giờ trưa thì mới được thả về. Nhưng công an vẫn không trả lại điện thoại cho chị. Cho đến 12 giờ thì ba người còn lại cũng được thả ra. Dù đã trưa nhưng có nhiều người vẫn còn đang từ khắp nơi tiếp tục đổ về Long An để tham dự phiên xử buổi chiều. Thưa quý vị, đến 1:45 chiều, mọi người quay trở lại tòa án, vừa đi vừa biểu tình ra tòa án và đoàn người hô to khẩu hiệu Phương Uyên vô tội, Nguyên Kha vô tội. Con số người đến ủng hộ hai sinh viên yêu nước lên tới gần 100 người, trên tay là những tờ giấy trắng với những câu ủng hộ Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy đòi trả tự do cho những người yêu nước. Công an sau buổi sáng làm giữ, bắt người đã bất lực nhìn đoàn biểu tình bày tỏ quan điểm của mình về phiên xử, chỉ tìm cách ngăn chặn đoàn người tiến vào khu vực tòa án. Thông tin sơ khởi
thời cho biết Nguyên Kha xin giảm án nhưng cương quyết không nhận tội. Nguyễn Phương Uyên vẫn đứng thẳng tắp người. Cô sinh viên nhỏ bé nhưng dáng vươn lên như phù đồng đã tự bào chữa lòng yêu nước của mình và dứt khoát mình không có tội với đất nước, với đồng bào mà chỉ chống đảng cộng sản. Đến 4 giờ 23 phút, kết quả phiên tòa phúc thẩm được loan báo. Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam, Nguyễn Phương Uyên bị 3 năm tù treo. Người nhà của Phương Uyên đang làm thủ tục lãnh Phương Uyên về. Trong niềm vui Phương Uyên về với mẹ cha, mọi người đã làm với bản án 4 năm tù giam áp đặt lên Đinh Nguyên Kha. Tuy nhiên thì những người có mặt đã cho rằng đây là một chiến thắng lớn, chiến thắng đến từ sự kiên trì lặn lội ngược xuôi không ngừng của hai người mẹ Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Kim Liên, chiến thắng đến từ bao nhiêu người đã lên tiếng tranh đấu cho hai người con yêu của đất nước, chiến thắng đến từ sự quan tâm của những người không phải là Việt Nam nhưng xem quyền con người là đặc ân của Thượng Đế vượt qua mọi rào cản biên giới. Kính thưa quý vị, và cũng theo nguồn tin trên cho hay thì phát ngôn viên của tổ chức Human Rights Watch là ông Phil Robertson đã cho phổ biến lời tuyên bố cho rằng có nhiều khả năng là áp lực quốc tế có ảnh hưởng đến kết quả phiên tòa và cho thấy những thúc đẩy kéo dài về nhân quyền có thể có những kết quả tích cực. Cộng đồng quốc tế cần học hỏi từ kinh nghiệm này và gia tăng gấp đôi nỗ lực đòi hỏi Việt Nam tôn trọng quyền dân sự và chính trị của người dân Việt Nam. Trong khi kết quả này vượt ra những mong đợi thì nó không thay đổi thực tế là hai người trẻ này đúng ra là không bao giờ bị kết án hay bị bỏ tù. Trong khi gia đình của Uyên thì rõ ràng là rất hạnh phúc với việc Uyên được thả ra, Uyên vẫn phải có 3 năm án tù treo lơ lửng trên đầu và một lần bước có thể bị tống ngay trở lại vào tù. Còn đối với Nguyên Kha thì nhà cầm quyền cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Điều mà chúng ta cần tìm hiểu là tại sao tòa án kết án kiểu này dẫn đến một thực tế thường xuyên là tòa án và bộ phận công lý ở Việt Nam hoàn toàn bị che giấu đối với quần chúng và kiểm soát bởi nhà nước và đảng cầm quyền. Đây là thắng lợi đầu tiên của những người tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Và đây cũng là lần đầu tiên một người ra tòa với tội danh như thế rời khỏi tòa mà không bị án tù giam. Mặc dù đây mới là thắng lợi nhỏ nhoi, nhưng nó cũng đủ cho người ta thấy một hy vọng là ánh sáng ở cuối đường hầm. Những người cẩn thận hơn thì nhắc chừng mọi người rằng vẫn còn hàng trăm người bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm bị giam cầm. Và ngay chính như là Nguyên Kha vẫn phải chịu án. Vì thế không thể nào mất cảnh giác mà phải tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa cho tự do của những người còn lại. Và sau đây là hình ảnh trước phiên tòa, Uyên và Kha biểu tình nằm trước gầm xe cảnh sát phản đối bắt người. Thưa quý vị, tin từ Long An, một sự kiện khá đặc biệt xảy ra phía ngoài tòa án tại Long An, sự hai thanh niên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, khi đông đảo người dân đã đồng loạt nằm ngay trước gầm xe cảnh sát 113 để phản đối hành vi bắt người vô cớ ngay trước phiên tòa. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này do trang Dân Làm Báo phổ biến, hiện nay đang được chia sẻ nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Biểu tình nằm là một hình thức phản kháng ôn hòa nhưng dứt khoát của số đông quần chúng mục đích để ngăn cản hành vi công an bắt người, nhốt lên xe và đưa đi mất tích. Đây là một sáng kiến mà trước đó đã từng được áp dụng trước cổng trại giam Lộc Hà vào đầu tháng 6 nhằm ngăn cản công an bắt người. Bức ảnh trên ghi lại khoảnh khắc mà lực lượng công an đang tỏ ra bất lực khi chứng kiến hình ảnh số đông người dân cùng nằm xuống đường ngay sát gầm xe cảnh sát bằng một thái độ mạnh mẽ và đoàn kết. Người bị công an bắt lên xe cảnh sát 113 trong ảnh là hai mẹ con chị Trần Thị Nga từ Hà Nam đã bị công an an ninh chìm nổi chặn lại. Bị chị Nga chất vấn về hành vi sai trái, một viên công an lớn tiếng ra lệnh bao vây. Lập tức công an ập đến, trấn áp và đưa hai mẹ con chị Nga đi. Blogger Nguyễn Hoàng Vi có mặt bên cạnh đã vội vàng kêu cứu. Mọi người lập tức đến hỗ trợ. Khi mọi người vừa kịp kéo chị Nga thoát khỏi vòng vây bắt bớ thì công an cũng lập tức huy động thêm lực lượng để bắt cho bằng được chị Nga. Thưa quý vị, sau khi hai mẹ con chị Nga bị bắt lên xe cảnh sát 113 thì mọi người đã đồng loạt nằm ngay dưới gầm xe để không cho công an chở chị Nga đi mất. Ban đầu phía công an đã tỏ ra bối rối trước sự phản kháng của mọi người. Chiếc xe đang nhốt hai mẹ con chị Nga không thể lăn bánh. Tuy nhiên với quân số áp đảo, công an tiếp tục xông vào trấn áp mọi người một cách thô bạo để mở đường cho xe chạy. Cùng thời điểm khi mọi người đang bị trấn áp, chiếc xe cảnh sát liền chạy lùi đi, rồi sau đó áp giải hai mẹ con chị Trần Thị Nga đưa về giam giữ tại trụ sở phường 3, thành phố Tân An. Đến khoảng 11 giờ sáng cùng ngày sau khi phiên tòa buổi sáng kết thúc, công an Long An đã thả hai mẹ con chị Nga. Sau 38 năm, lần đầu tiên tại Long An xuất hiện một cuộc biểu tình rầm rộ, đòi trả tự do cho những thanh niên yêu nước với khí thế trào dâng. Và sau đây là một phóng sự đặc biệt từ Việt Nam liên quan đến những tin bên lề về vụ xử án em Nguyễn Phương Uyên. Kính thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 8 là một ngày hết sức căng thẳng của những người yêu nước.
theo dõi diễn biến của sự phúc thẩm và đấu tranh chống lại bản án ô nhục mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã áp đặt lên hai sinh viên Nguyễn Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha là một trang sử hết sức độc đáo của ngày này. Cuối cùng thì trước áp lực của quốc tế cũng như là các làn sóng đấu tranh trong nước, Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đã phải nhượng bộ trả tự do tức thì cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên với mức án là 3 năm tù treo. Riêng với sinh viên Đinh Nguyên Kha thì được giảm án còn 4 năm tù giam. Dù đây chưa phải là kết quả hoàn toàn mong muốn của những người yêu nước, nhưng việc tòa án Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam muối mặt trả tự do cho một người trẻ tuổi đã tuyên bố thẳng là chỉ chống chế độ Cộng sản thật sự là một điều không thể ngờ được. Tiếng hò reo đã vang dậy trước cửa tòa án tỉnh Long An cũng như là truyền nhau vang rộng từ Nam chí Bắc. Ngay trên Facebook thì có nhiều người đã tuyên bố là sẽ dành các ngày cuối tuần này để ăn mừng sự kiện không tiền khoáng hậu mà hai bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha đã làm được trong lịch sử chính trị thời Cộng sản hiện tại. Bà Nguyễn Thị Nhung là mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã hai lần ngất xỉu. Một lần khi nghe công tố viên đòi y án cho Nguyên Uyên là 6 năm tù. Và một lần là ngay sau khi nghe tuyên bố trả tự do từ Tòa án Cộng sản Việt Nam. Được biết, lý do Kha không nhận được tự do như Uyên vì trước đó công an ép Đinh Nguyên Kha nhận tội để được giảm án, nhưng Kha đã từ chối vì xác định là mình chống Đảng Cộng sản Việt Nam không có nghĩa là mình có tội. Cũng tương tự như vậy, khi hội đồng xét xử tỉnh Long An đòi em Uyên nhận tội để được giảm án, thì nữ sinh viên yêu nước này tuyên bố rằng cô không cần giảm án, cô chỉ cần tòa xử đúng với người đúng tội. Cô cho rằng chống Đảng Cộng sản không phải là chống phá đất nước và dân tộc. Trước khi đó thì khi bước ra khỏi tòa án vào buổi sáng, luật sư Hà Huy Sơn đã tức giận tuyên bố rằng bản án đã sắp xếp trước, trong đó chỉ tô vẽ cho một phiên tòa trá hình. Nhưng đáng vui mừng là các bạn trẻ tinh thần rất là vững vàng. Ngay sau khi Nguyễn Phương Uyên ký giấy bước ra khỏi nhà tù vào lúc 6 giờ chiều, nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng đã tổ chức một buổi tiệc thân mật khoản đãi những người đã đến phiên tòa và mừng Uyên tự do. Được biết là ông Huỳnh Kim Báu, một trong những nhân vật của nhóm 72 nhân sĩ tranh đấu, nói rằng ông muốn được bảo trợ cho Uyên để đi học hết đại học ở bất cứ đâu, và ông cũng sẽ chờ Đinh Nguyên Kha ra tù để bảo trợ cho Kha, tương tự như Phương Uyên. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức có liên quan tới Việt Nam. Đến đây thì cho phép chúng tôi được tạm ngừng, và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những tin tức từ Hoa Kỳ. Đây mọi người hãy đọc xem cẩm nang thực thi quyền làm người, đây là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, không cho phép bọn công an kia cướp đồ của chúng ta. Đây, anh xem đây là cái cẩm nang thực thi quyền làm người. Đây em đọc cái cẩm nang thực thi quyền làm người. Mà công an không được phép làm những cái điều đó. Đây em đọc để em biết tại sao công an nó dám thu cướp của chúng ta. Tại sao công an nó dám thu cướp của chúng ta? Bởi vì này, các ông có được phép dẹp không? Ông có biết đọc cẩm nang thực thi quyền làm người? Đọc đi. Hãy đọc cẩm nang thực thi quyền làm người đi. Tại sao lại cướp của chúng ta? Hả? Tại sao lại cướp? Nhìn đi, cướp đi. Đây, cẩm nang thực thi quyền làm người. Đây là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà chúng mày cướp đi gì? Hả? Quyền con chúng ta hãy biết đến cái quyền con người của mình. Đừng cướp. Tại sao lại cướp của ta? Tại sao lại cướp? Sư bố thằng này. Đây là cẩm nang thực thi quyền làm người. Đây là của nhân dân nhá. Những gì của nhân dân phải để lại cho nhân dân. Không thể cướp cẩm nang thực thi quyền làm người. Hãy trả lại quyền làm người cho nhân dân Việt Nam. Đây là cẩm nang thực thi quyền làm người. Tại sao lại để cho bọn tá quyền bốc lên và bức đầy đầu dưới cổ nhân dân chúng ta? Chúng ta không điều gì phải sợ ngành công an cả. Đây là cái quyền cẩm nang thực thi quyền làm người của chúng ta. Sai pháp luật các phải sợ. Đồng bào hãy dũng cảm đứng lên cùng chúng tôi chống lại. Chúng nó là cái gì mà chúng nó dám cướp quyền con người của chúng ta? Quyền của con người của chúng ta là khi sinh ra chúng ta đã có. Và công an họ không được phép làm cái điều này. Tại sao những thằng ăn cướp
năng thực thi quyền làm người, cái này là quyền con người của chúng ta khi sinh ra chúng ta đã có. Thank you.
Tao chửi tiên sư tổ bố cái đảng cộng sản sinh ra lũ công an cướp, ăn cướp quyền công dân của dân. Tổ sư bố này, tao thách mày bắt tao đấy, tao thách mày bắt đấy. Tổ sư mẹ cái đảng cộng sản thối nát. Tao chửi tiên sư tổ bố cái đảng cộng sản sinh ra lũ công an khốn nạn cướp quyền công dân của chúng tao.